Rồi hello, xin chào các bạn. Hello. Rồi tiếp tục với series giới thiệu súng nớp. Hôm nay mình sẽ cùng với bạn Bảo với bạn Sơn Thể Thao giới thiệu với các bạn mấy cây súng nớp nữa. Rồi, trên tay Bảo là cây cái nớp là cây ná nớp. Chơi chứ đây là cây dạng như giống là cây nạn ná các bạn, mà nó làm kiểu súng nớp. Rồi Bảo, giới thiệu cái đó coi. What the hell? Đâu bắn lại đàng hoàng coi. Cái mạnh ra sao? Được rồi đó. Rồi ok. Ok. Bắn được không? Cái đó bắn im không? Dạ cũng im. Rồi tới Sơn Thể Thao. Tiếp tục, trên tay mình là khẩu súng nớp. Đây là dòng nớp thuộc series Zombie. Lên là Zombie Strike. Nớp ghi vậy thôi chứ mình chả biết nó gì hết. Đây là cái nòng nhắm này tháo được nha các bạn. Ok. Rồi Sơn bắn thử coi. Súng này lên đạn chỗ này. Kéo ra bắn. Còn 2-3 viên nữa coi. Mạnh không? Bắn mạnh không? Mạnh. Rồi ngon lành. Đây là khẩu súng nớp Star Wars chiến tranh giữa các vì sao. Cái này nó băng đạn nó thiết kế nằm ngang kỳ ta. Này mỗi lần các bạn muốn lấy hay là tháo băng đạn là phải lên đạn dày đó, bấm nút dày mới tháo ra được nha, chứ để bình thường là không có tháo được. Rồi bây giờ Bảo lắp đạn cho bắn thử coi đạn nè. Rồi tiếp tục là cái nớp thứ mấy? Thứ tư phải không? Cái này tên là thuộc dòng Modulus. Đây chữ Modulus. Tên nó là Mediator. Bây giờ rồi trước khi mình quay là mình có kiểm tra qua tên tuổi nó cho nó rành rành chút xíu để quay mà không biết gì hết. Rồi Sơn, này cũng y như cái đó, nó có băng đạn ngang. Như là muốn tháo bằng đạn ra hay là lắp vô bạn cũng phải dày lên đạn cái. Rồi Sơn, lắp đạn vô bắn thử coi. Rồi Bảo bắn thử coi. Ok, bây giờ mình sẽ bắn nha mọi người. Ngon lành không? Súng nó bắn được không? Ui phê luôn. Rồi Sơn bắn thử khẩu đó coi. Nó đạn hả? Sao hai khẩu súng này như khẩu này nó bắn nghe coi đã hơn phải không? Dạ. Rồi tiếp theo là khẩu này. Cái này khẩu gì tên gì? Retaliator. Bà mẹ khó đọc quá. Nó thiệt, tiếng Anh mình như xịt các bạn, thông cảm. Sao tháo ra? Lắp bằng đạn cho bắn thử coi. Cây này hai áo tháo sao trời? Ờ, cũng như mấy cái cây kia. À, rồi, tiếp theo. Cây này là cây bắn súng đạn tròn nha các bạn, nớp Rival. Tên nó là cái gì? 19500, không hiểu gì hết. Nè Sơn, lắp đạn vô bắn thử. Này lắp đạn sao ta? Nghiên cứu đi, lắp đạn sao? Nè, đạn nó nè, thử lắp thử coi. Sao ta? Cái đạn nó xuống đi. Bảo lắp được chưa rồi, bắn thử coi. Rồi kẹt đạn rồi. Rồi Bảo gà mờ rồi, Sơn bắn thử coi. Trời ơi. Wow, cái súng này bắn mạnh khủng khiếp. Bắn lại coi. Ôi ơi. Tuyệt vời. Đâu Sơn cho mượn khẩu đó thôi. Khẩu này bắn sao, nhét đạn sao? Nhét đạn kéo cái này ra.
lên đảng cái à. À, à rồi đưa đây mượn coi. Để mình nhét vô vài viên đạn mình bắn thử nha các bạn. Này nhét đạn vô. Giờ có bắn trúng không đâu mà không né né gì vậy. Ngon lành. Ủa, cây phận kìa trời. Rồi bảo xong chưa? Hết cài đạn chưa? Bắn đây. Trời ơi súng bắn em như rồi địch vậy. Kỳ trời. Thôi rồi. Rồi tiếp tục. Đây là khẩu kêu là gì? Này không phải là khẩu, này là cây cung. Cung thần thánh. Cây cung cung nớp. Ok, bảo. Này bắn sao ta? Nè bảo nghiên cứu. Rồi tiếp tục nữa là một cây cung nữa. Cung này cũng khổng lồ luôn. Rồi Sơn nghiên cứu luôn đi. Không biết bắn sao đâu. Đạn nè. Này đây là cái viên đạn bự nha bạn. Cái này gọi là đạn mega. Sao mày bảo nghiên cứu xong chưa? Cái cung nó bắn sao? Hình như kéo này ra. Wow. Như, đời, như bắn cung thiệt rồi. Bắn lại coi. Kêu cái xíu luôn. Rồi cho mượn đây. Đây công là vậy. Đúng bài. Ngon nè bảo. Rồi Sơn cái đó bắn sao. Kéo cái này ra. Ôi nó trông rồi. Ồ, nghe một tiếng chiu. Nghe cái tiếng viên đạn gió mà nó bay xuyên qua lỗ tai các bạn. Này bắn vậy nè. Siêu mạnh. Đây là khẩu zombie nớp. Tên của nó là Slim Fire. Cái này sao ta? Này bảo nghiên cứu cây này. Rồi tiếp tục. Đây là khẩu cũng series zombie luôn. Tên gì? Sledfire. Khó đọc quá. Tên khó đọc quá. Thôi kêu bằng súng hết đi cho nó lẹ. Hình như cây này kéo dưới này ra. Rồi kéo nút bên này. Ồ. Trời cây đó tháo đạn khó quá hả? Tháo cái hộp đạn khó phải không? Dạ, hơi cực. Còn cây Sơn sao vậy, nghiên cứu xong chưa? Dạ. À, rồi rồi vậy gắn cho đi, gắn cho bắn thử đi. Trời giờ này mà cái loa phát thanh nó phát rồi. Sao vậy cây Sơn chưa, sao bắn lại coi, chưa kịp nhìn gì hết. Rồi bảo xong chưa? Rồi cây bảo nè, cây bảo thử cây bảo trước nè. Đâu bảo bắn thử coi. Wow. Rồi cái đó lên đạn sao? Ui đã. Rồi nó mượn cây bảo, cây này bắn đã nè, nó lên đạn đẹp quá. Lên đạn nó là vậy nè. Ok. Này bảo. Rồi Sơn, nghiên cứu cái đó xong chưa? Rồi. Bắn sao? Bóp cò bắn không? Nhét đạn vô sao? Chỉ coi. Nhét đạn vô ống cái này. À. À nó có cái ổ đạn phải không? Rồi. Rồi cho mượn coi. Ngầu quá. Cái súng này ngầu nè. Đây. Tháo đạn ra là vậy nè các bạn. Bấm này. Gạt xuống. Giục ổ đạn này ra. Gắn ổ đạn mới vô. Xong rồi hắt lên. Dày cho nó ngầu. Ok, cái súng này vừa đẹp mà vừa ngầu nữa. Mà nhưng nó bắn hơi yếu phải không? Đúng rồi. Rồi còn khẩu nào chưa giới thiệu nữa không? Rồi, còn khẩu này nữa là khẩu cuối cùng. Cái này cũng là thuộc series zombie luôn.
nhưng mà nó là cây súng ngắm. Tằng. Đâu thử coi. Lắp đạn vô. Cái súng xưa đang cầm bắn thốn vải đít luôn. Rồi bảo bắn thử cái đó đi. Sơn nhắm ai vậy? Rồi bắn thử coi. Bắn mạnh không? Rồi cho mở lên. Trên lên đạn cũng khá ngầu các bạn, nhưng mà mỗi lần bắn phải mỗi lần lên đạn. Được, cái này cũng được. Rồi, vậy là hết rồi. Ok, clip giới thiệu series súng nớp tới đây là hết nha. Bye bye các bạn đi. Bye bye. Các bạn nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh như mình nha. Mọi người bình luận phía dưới. Yeah.